Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người mua hàng thì liên hệ thông tin ở trên màn hình nha, 0348 30 43 nè, số điện thoại của em ha. Mọi người gọi điện hoặc là nhắn tin ha. Nếu mà có lúc gọi em không nghe máy được, mọi người để lại tin nhắn giùm em ha, em sẽ trả lời. Rồi, khách hàng mới mua là hàng lần đầu bên em thì vui lòng chuyển khoản nha, chuyển khoản rồi em gửi hàng. Em không có nhận ship code cho khách mới với lại cọc cạc nữa nha mọi người, tại vì cái tiền cạc em nó nhiều quá rồi, không có xài hết nên không có nhận nữa. Chuyển khoản một lần và em gửi hàng. Rồi, giá thì ghi trên đây chưa bao gồm phí ship ha. Phí ship thì em gửi bên Viettel ha, nó rất là rẻ. Ship bình thường ha, ship thường thôi nên nó rất là rẻ. Rồi, khách mua quen rồi á, mua nhiều lần rồi thì em gửi COD ha, gửi bình thường. Khách trước giờ mua thì em vẫn gửi bình thường COD. Chốt hàng thì em gửi ngay trong ngày hoặc là qua ngày sau, hoặc là chuyển khoản thì báo trước em ha, báo là ok chuyển khoản ha, để em khỏi có gửi nó lộn nữa. Rồi, cái video hôm nay là mã 252 ha. Mọi người mua hàng thì nhấn mã video giùm em cho nó dễ nhận biết ha. Rồi, chưa đăng ký kênh bấm vô đăng ký giùm em ha, để đăng mập bấm đăng ký mọi người được thông báo về mấy cái video mới, video em đăng lên mới mọi người nhận được cái thông báo ha. Đó. Rồi, hôm nay em giới thiệu mấy món đồ sau đây ha. Nào, hôm nay về có dây an toàn nè, mấy bác nào hỏi dây an toàn, dây để leo trèo leo cây nè ha, mình đeo dây thắt lưng rồi mình leo cây, rồi leo trụ điện, leo cây dừa, thường mình sử dụng mấy dây này nè ha, nó rất là tiện, nó an toàn cho mình. Đó, leo trèo trên cao thì sử dụng. Rồi, với mấy đồ nói chung đồ Nhật, kéo cắt cành rồi nè, kìm bấm, kìm mỹ, với đầu kẹp mũi vít, đầu kẹp mũi khoan gắn cho máy ống vít nè. Cục này rất đẹp luôn, đầu đúng chuẩn Nhật, đầu thép cứng. Rồi, kìm bấm cốt nè, nay có về cái cây mùng 2 luôn rồi, đầu cái cần gạt tự động nè, mùng 2 của Tony ha, rất là đẹp. Rồi, giới thiệu qua từng món chi tiết ha. Rồi, nay có cái máy chụp hình nè mọi người, cái máy chụp hình này là máy dạng chụp phim ha. Hàng này em về thì không có test được nha mọi người, tại vì không có dạng này, nó có xài pin nè, nhưng mà ở đây thì pin này không có, em không có mua ha, nên mọi người này mua pin gắn vô thử ha. Đó, nó xài pin nè, và nó có một cái màn hình thông số trên đây luôn mà xài bằng điện. Đó, tuy là nó xài pin, nó xài phim, máy phim xưa nhưng mà nó vẫn có cái điện tử đây. Đây nè, bên trong là mọi người, đây là để cuộn phim nè ha, phim rồi mình kéo cái dây phim qua bên đây ha, gài vô chỗ đỏ đỏ nè, rồi là chụp được ha. Đây là nó, cái nút gạt này nó mở cái gì ngay đây mọi người, chung thì nó có nhiều cái tính năng nè, tính năng bên trên nè. Nói chung con này phim nhưng mà đời nó sao, nó xài điện tử nha, nó có pin và chọn chế độ bằng nút bằng điện tử nè. Nó là con Minota ha, Minota A303SI. Minota là dòng máy đời trước của Sony nha mọi người. Nói chung Minota với Sony nó gần gần như nhau, nó xài chung len rồi, nó cũng xài chung Sony A. Đây là cái len ha, len này không có cái nắp dùng rồi, nó rớt mất đó. Con len nó là 2880 ha, len điện tử nè, có macro ha. Đây, để chữ macro nè,
đó, em mở ra được đây, ở trong là cái kính nè mọi người, người thấy cái gương không, cái này là người ta gọi là gương lật, máy ảnh gương lật đó, nó sẽ có cái tấm gương ha, tấm gương thật luôn nha, tấm gương như gọi mặt của mình đó. Tấm gương nó sẽ phản chiếu lên cái ống ngắm như này ha, để mình ngắm được ha, nè, ống ngắm có ngắm vẫn thấy luôn nha. Này cái ống ngắm đó rất là trong nha, ngắm bình thường nè. Đây cũng có nút nữa, đây là cái lát ha, đèn lát, lát con cóc. Rồi con này nó sản xuất từ đây cho mọi người xem cái nơi sản xuất luôn, tem đó nè, sản xuất tại Malaysia, công ty Minota Camera, trụ sở chính là Osaka, Japan. Đầy đủ ha. Rồi nó thiếu cái nắp trước thôi nè mọi người, là đẹp. Nè mọi người về nghiên cứu test thử nó ha. Không thì mang ra tiệm mình cho họ xử lý. Rồi tình trạng là nó không, nó xài pin này nè, không có pin ha. Pin 2CR5 đó, để cái mã pin. Bên này dạng pin rời, mua xài vài lần ha, hoặc là sạc lại đó. Nó có bán trên thị trường. Rồi không có cái nắp trước ha, vậy ha. Dây cũng zin luôn. Dây zin của Minota. Rồi bán cực kỳ rẻ mọi người, 550 nha. Mã số 1 ha, máy chụp hình. Rồi tiếp theo là con cần Tony của Japan. Tony Japan 371 nè. 371. Giống như Newton, lực lực tải nó không. Đoán vậy. Rồi đầu nó là 12 ha, đầu này rất là thông dụng cho mấy bác xe máy, xe hơi ha. Chung mấy bác sửa máy rồi chắc chắn phải xài cái đầu này ha. Máy tẩu thường đa số nó xài đầu này, không dùng nhé, sửa xe máy nữa. Đồng 12 nè, nay tình trạng ok, rất là tốt, đảo chiều. Không lên cái đầu nè mọi người, cái đầu mọi người xem nó còn trắng phiếu luôn ha, nước xi nữa, không có bị bay nè. Rồi cái cần này mã số 2 ha, 300.000. Đây là kích thước nó nha, 27 cm, thiết kế mỏng rất là đẹp nha, mỏng nhưng mà nó chịu lực nhiều người nè, cái nó mỏng nha. Rồi số 3 là một cây kìm bấm code của Izumi Japan. Kìm bấm code Izumi, thương hiệu đẳng cấp, hàng sản xuất mấy dụng cụ chuyên bấm code ha. Izumi nha. Rất đã. Cái thép của nó nhìn rất là chất luôn nha mọi người. Cái kìm bấm code này nè, Izumi nước thép nó rất là chất. Xài mới nói là chất cả đời không sợ hư. Đây code nó là 1.25 ha, đến 2.2 nấc mọi người, hai cỡ code đó, hai cỡ code nha. Tình trạng hoàn hảo luôn. Rồi kích thước nó là 19 cm.
Rồi con này mã 3 ha, 400 ngàn kìm cốt. À, về cái tai quay Taro nè, Rubicon của Japan, tai quay Taro Japan ha, tai quay dạng này thông dụng, cỡ này xài nó phù hợp. Ốc từ M3 ha, nó kẹp từ M3, M3 M10. Hoàn hảo ha. Đầu kẹp này bằng thép cực kỳ bền. Đầu kẹp chuẩn. Còn rất là đẹp. Đây, à, cái chấu bằng thép này mọi người. Quan trọng nhất là cái chấu này. Đó, nó giống như cái rút revê vậy. Nó có quan trọng nhất là hai cái chấu bên trong ha. Chứ về bên ngoài này, máy này nó không có bị hư. Quan trọng cái chấu nó là nó bền nhất. Còn máy này xài đâu có ảnh hưởng gì đâu. Chấu này đúng hàng, nó rất là cứng, xài rất bền. Rồi, con này nó có đảo chiều tự động nha. Này đủ không? Hoặc là khóa ở giữa, là khóa là để mình có thể vận như cái không có đảo chiều nha. Đó. Vận cơ, vận tay không ha, vận giày. Rồi con này 300 luôn rồi, mã số 4 ha. Kích thước rất là nhỏ gọn. Rồi nói về hai cây kéo bát cành nè. Hai cây này cho mấy bác thợ nha. Rồi sửa lưỡi lên nha. Nè, về tình trạng nguyên lưỡi nó như vậy ha. Chỉ mới chùi cái lưỡi cho sáng lên cho dễ nhìn mọi người. Không có mài nha mọi người. Trong về bác tự mài lại nha, tự sửa cái lưỡi lại. Nè, kéo bên này hiện tiễn cái cây nó đa số tình trạng còn rất là cứng nha. Tới độ cứng chấp nhận được ha. Rụ rơ chứ không có phải rụng lẳng mà sửa không được nha mọi người. Rụng lẳng thì nó rất là kém, mà sửa lại nó cũng không có tốt nè. Gần như là cứng luôn nha mọi người, nó chỉ là mẻ lưỡi ở đây thôi. Các bác về có dũa, dũa lại là xài ok ha. Nè. Đó, tình trạng lửa nha. À, gần như cứng ha, là cứng đó. Lưỡi này chỉ cần vuốt cái đánh cái cạnh lại và dũa nó bén là xài ha, ngon lành rồi. Rồi hai cây mọi người bằng giá cực kỳ rẻ, 250.000 một cây, cho bác về sửa lại ha. Đó, mã số 5 và 6, 250.000 cây, chỉ có hai cây mọi người. À, kéo này thì size nó là 20 á mọi người. Kéo cần size 20 nha nè. Rồi, tiếp theo con dao Victorinox. Victorinox của hãng Swiss ha, thụy sĩ nha. Victorinox thụy sĩ. Dao này quá nổi tiếng. Nổi đình đám thế giới. Đây. Lưỡi dao này còn rất đẹp luôn nha, hoàn hảo không khuyết nha. Victorinox nè, Swiss Westland ha, thụy sĩ. Rồi nó rất là nhiều tính năng nha. Đây, khui nước ha, rồi vuốt móng tay nè ha. Đây cũng là khui, đồ khui rồi ha.
Rồi đây là khu rượu nha mọi người. Cái móc này là khu rượu không? Ở đây nó có một cái lửa nhỏ, nó là để may vá mấy chọt dây, mấy cái giày luôn rồi, mấy giày mà dép dép á, dép mà mình may bằng sợi dây á, chỉ á, trong đó là cái kim may nè, này nó là cái kim may đó. Giống như cái lệm mọi người. Rồi hai tính năng rất là thường thấy đa số trong tất cả các dòng ha, là một cây tăm này, cái tăm nè, và một cây nhíp nha, đây, cây nhíp ha, tăm và một cây nhíp. Rồi nó là 6 tính năng nha, 6 7 8 ha. Cây nhíp với tăm nữa 7 8 tính năng, và một tính năng nữa là treo khóa nha, 9 tính năng ha mọi người. 9 chức năng ha. 9 công dụng trong một cái sản phẩm ha, nhỏ gọn của tôi. Rồi con Victorinox này có mã số 7 ha, 250 nha. Màu xanh rất là ít gặp, thường đa số đặc trưng của nó là màu đỏ ha. Con này nó màu xanh. Rồi tiếp theo một con này là cái con Tumura đây, hiệu Tumura, nó là cái con đầu chuyển chuyên dùng để gắn vô cái máy khoan ha, đa số là máy khoan điện nha mọi người. Mọi người cái xài cái máy khoan điện mà nó không có cái chức năng trượt á, cái nút cái đầu nó không có số để trượt á ha, khi mà mình bắn vít á, thường khoan mình dùng để khoan thôi, nhưng mà muốn bắn vít trong một số trường hợp á thì nó không có trượt được. Mình xài cái cục này ha, gắn vô là nó thành một cái máy bắn vít có trượt, búa trượt ha, có thể điều chỉnh nặng nhẹ vô độ sâu độ lún của vít ha, rất là kỳ diệu ha. Đó là nó vô nó trượt ha, trượt như vậy, trượt tập 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 vậy. Rồi mình điều chỉnh thì điều chỉnh đây, vặn ra thì nó nhẹ ha, nhẹ nè, vô thì nó nặng lên, nặng lên cho mũi vít nó vô sâu ha. Đó, nó đơn giản vậy nhưng mà rất là cần thiết khi mình sử dụng gia đình máy khoan điện. Rồi này mũi vít đi theo nó luôn ha, mũi vít zin của nó hai đầu nó là ba ke ha, ba ke bén hai thông dụng. Rồi nó đơn giản nha, đầu này mọi người xài mốt thay thế được, thấy muốn gắn đầu dài mua đầu dài gắn vô ha, rất là dễ. Đầu này tiêu chuẩn của máy bắn vít nè, 6 ly 3 là nó vô ha, có cái bi gài luôn. Rồi cái này cũng là lục giác 63 ha, vô tất cả mấy khoan luôn, mấy khoan nhỏ nhất thì 7 8 nó cũng vô được, khoan không dụng thì 10 ly, khoan bự nữa 13 ml ha, rất là dễ vô. Rồi mã 8 ha, 250 nè, đầu chuyển nè. À tiếp theo một con cần rạc tự động nữa nè, cái cần cần tự động luôn rồi. Nhưng mà đầu này đó là đầu môn tư ha, đầu nhỏ nhất trong các dòng rồi ha, đây nó là đầu môn 2 ha, còn đây là bộ đầu môn tư ha. Trong cái bộ sử dụng thì những con ốc nhỏ xíu mình sẽ cần đến cái đầu này ha, ví dụ ốc dàn áo rồi ha, ốc nào cần cái lực nhẹ xài cái này thì cho nó an toàn cho con ốc của mình, chứ đừng có cần này vô nó sợ nó hư ốc ha. Đó cần rất là đẹp luôn nha, SK11 rất mới, đây tình trạng rất mới, nước thép xi đen còn bóng luôn. Đầu môn tư ha. Rồi, kích thước nó là 14 cm thôi, rất nhỏ gọn, bỏ cúp xe được nữa. Rồi mã chính là 200.000 cần nè,
rồi mũi khoét đầu hợp kim. Rồi ở đây nó có thể khoét được tới 120 ha, cái vòng tròn 120 là 12 cm đó, cái lỗ 12 cm đó ha. Đây nó sẽ có một cái mũi khoan để định tâm, trên đây mình kẹp vô máy máy khoan, nó khoan như vậy, như cây cơm ba vậy. Và đây là cái lưỡi hợp kim đó nha, hợp kim thép nha. Này hợp kim lưỡi nó có hình dạng như vậy ha, nha mọi người, nó giống như con dao tiện trên máy tiện nha mọi người, như nó rất là giống luôn dao tiện trên cái máy tiện cơ khí á. Rồi mũi này là mũi khoan sắt ha, mũi này mũi khoan sắt như là tầm 6 ly á. Rồi có thể điều chỉnh ra vô ha, điều chỉnh ra vô nè, lớn nhỏ ha, để mình khoan điều chỉnh xong mình xiết ốc, con ốc lục giác này lại ha, là mình có thể sử dụng khoan khoét lỗ. Rồi giá chỉ 150.000 thôi nha, mã 10 ha, bộ khoan lưỡi hợp kim. Rồi tiếp theo con này hay nè, cái con này chuyên xài ngược lại ha, cái này xài cho cái máy bắn vít mà mình muốn khoan ha, muốn kẹp mũi khoan nhanh gắn vô cái bắn vít ha. Rồi là thành một cái đầu kẹp mũi khoan nhanh giống như trên máy khoan luôn. Con này zin của Makita nha, nè. Makita Japan, đầu ngắn chuyên cho máy Nhật. Ê, xin lỗi, đầu ngắn là chuyên cho dòng máy Mỹ nha mọi người, đầu dài là máy Nhật, đầu ngắn là máy Mỹ nha. Vậy con này thị trường Mỹ nha, con này chuyên cho thị trường Mỹ nè, Makita Mỹ. Makita heo máy nó sẽ thường bán trong cái bộ máy Makita máy khoan máy bắn vít nữa, và nó sẽ kèm cái con này và nó rớt ra. Rồi kẹp được mũi từ 1.5 đến 10 mm ha, này nhỏ nhất là 1.5 nha, rồi lớn nhất là 10 mm. Đây quay rất là nhẹ nhàng chân chu. Đây nước xì trên cái cốt 63 ly 3 này còn đen luôn nha, cái này xài nhiều mọi người sẽ thấy nó trắng dơ lên ha, bay cái nước xì màu đen đi ra, cái này chứng tỏ nó xài rất là ít nè. Nguyên cục nó là bằng thép nè, rất là cứng. Rồi cái này mã số 11 ha, 300.000. Con này kìm Kennebec, Kennebec gặp màn này, Kennebec của Đức ha, cái kìm mở phe này, Kennebec của Đức, Đức sản xuất. Con này size rất là nhỏ, size này nói chung là nó dễ sử dụng, thường mình đa số sử dụng ha, sử dụng trong gia đình, chung xài linh tinh lọt vặt thì nó đa số là nó nhỏ, còn xài chuyên nghiệp xài bự thì xe máy xe ô tô rồi này kia thì những cái đầu nó rất là bự nha, còn cái đầu này nhỏ nè. Rồi cái đầu này là 1 ly 3 mọi người, 1 ly 3 ha. Nè. Rồi kích thước con này là 13 cm thôi. À. Như đây nó bẻ cong vuông góc cái đầu xuống ha, 1.5 cm. Rồi con này là mở phe ngoài ha, giờ bóp ốp ra ngoài nè, bóp nông nó ra, bung cái phe ra ha. Rồi mã 12 ha, 300.000, Kennebec Japan. Con này chuyển vít góc nha, vít.
Rồi anh tiếp tục nha. Xin lỗi nãy có điện thoại nhưng mà ở cái đầu này là chuyển vít gốc nha. Đây của Vercel Japan ha. Hiểu Vercel. Con này chuyển vít gốc hai chức năng. Đây, đây là đầu đầu gốc chuyển vít nè. Đây là cái cục 500 ha. Cục 500 ở ngoài để giữ mũi vít. Còn bên trong nó vậy nè. Ha, đảo chiều. Đây mũi vít, thí dụ mũi vít này do ví dụ nó là cái này ha. Gắn vô nha. Đó. Rồi nó chuyển thành mũi vít ha. Đây. Để xài mấy cái góc hẹp, mấy chỗ kẹt, hóc kẹt này kia. Rồi ở đây nó lại có thêm một cái đầu mụn tư nữa nha, rất là tiện. Để vô mấy cái tẩu nhỏ nhỏ mình có thể sử dụng ha. Đầu mụn tư luôn. Là nó như cái cây này luôn ha, đó. Như cái tự động này luôn nè. Đó. Rồi mã 13 ha, 150 nha. Rồi tiếp theo là con một cây kiềm cắt của Fuji Fuya Fuya. Con này kiềm siêu mini luôn nha. Dòng này siêu mini mọi người có thể cắt chung cắt mấy đồ nhỏ linh kiện hoặc là từ cắt linh kiện đến cắt cắt cành cây ha, cắt dây nhôm cũng được. 111 mm ha, 11 cm. Còn như mới luôn nha mọi người. Nè, mọi người thấy không? Cắt cái miếng giấy mỏng mà nó đứt mà. Ngọt luôn. Rất là bén nha. Lưỡi nguyên viên đẹp. Rồi mã 14 150 ngàn. Siêu nhỏ gọn, thương hiệu thương hiệu đỉnh của Japan luôn, Fujiya ha. Hàng hiệu Japan. Rồi tiếp theo con kìm Vrip nha, Vrip của Mỹ. Kìm Vrip thương hiệu Mỹ. Con này 7 inch nha mọi người, nè, để số 7 là ký hiệu 7 inch. Kích thước nó 7 inch. Như ta chung tem đó. Vrip. Kìm kẹp chết nha, bấm vô là chết, cứng ngắt. Mở ra mọi người bấm đây. Đây là điều chỉnh cái miệng nó mở bự nhỏ nhỏ nè. Đây là cái răng nó ha. Răng còn ok, không bị dập. Có sử dụng nói chung là nhiều nhưng mà không có bị dập luôn rồi. Đầu nó thì nó bay nước xi xíu nữa ha. Nước xi trên đầu nữa ha. Nó bị bay. À. Rồi muốn bấm chết cái gì chỉnh đây ha, điều chỉnh cho nó vừa đủ là bấm vô là nó cứng đó. Không có bị giục ra được, rất là cứng.
Rồi con này mã 15 ha, 500 ngàn. Cái kèm Varex Mỹ. Chiều dài nó là 18 cm ha, tính luôn cái đầu ốc. Kèm 7 inch. Rồi tiếp theo con đây, cái con này gọi là nó bộ tua vít ha, bộ tua vít nhưng mà nó ship gọn bởi bên trong cái này nha mọi người, rất là hay. Đây nó ship gọn luôn ha, để coi nó mấy đầu, 1 2 3 4 5 6, 6 cái mũi vít nha mọi người, 6 mũi vít. Rồi em sẽ mở mũi vít ra cho người xem ha, muốn mở mũi vít mọi người dặn đây nè ha. Ví dụ muốn lấy đầu ba ke nhỏ lớn, đầu vít dẹt ha, nhỏ lớn, rồi ba ke lớn. Ở đây là cái này để khóa cái đầu vít, khóa không cho nó tự nó tuột ra nè ha, mọi người dặn đúng ngay đây nè, vẫn qua vẫn lại ha. Còn lại thấy nó hở, đó hở rồi. Và nó phải chạy cái mũi vít ra. Rồi đây. Chưa? Rồi ra mũi vít rồi. Cái này là cái đầu ba ke to lớn. Ba ke này BH3 nha mọi người. Đây, đầu BH3 ha, rất là to. Đầu mũi ba ke BF3 nha. Rồi mọi người sẽ cho nó vô giữa ha, gạt nó vô giữa và nhấn trở xuống, nó sẽ có một cái 500 hít rất là mạnh trong đây, hít cái mũi vít lật rồi là mình có thể sử dụng ha. Rồi chắc cú nó mọi người lắc nó qua này cái là nó cứng luôn, không có bị tuột ra được đó. Rồi lấy thì trả lại, trả mở vòng ra ha, ngược kim đồng hồ, cái vòng đen ở trên ngược kim đồng hồ. Rồi vòng cái vòng đen ở dưới, ở vòng cam ở dưới cho nó ngay cái chỗ nó đã chở ra ha, chỗ nằm của nó. Rồi là mình cho nó vô sẽ lại được ha. Rồi lấy mũi khác, mũi ít dẹp nè, mũi dẹp 5 ly ha. Nó có 3 cỡ nha mọi người, 6 mũi thì 3 cỡ, 3 ke, 3 cỡ vít dẹp ha. Nè, 3 ke BF2 nè. Ha, BF2 nè. Mấy đầu còn rất đẹp hết nha. Đây mũi BF2. Rồi BF1 nè. BF1 nè, nhỏ nhất ha. 3 ke. Mũi dẹt nè, mũi dẹt lớn nhất nè. Dẹt lớn nhất là 6 ly. Vậy 6, 5, 4 ly ha, nhỏ nhất. Rồi nhỏ nhất là 4 ly. Đây. Đúng rồi, 4, 5, 6 ly nha. Rồi dứt dẹt 4, 5, 6 ly. Còn ba ke thì bớt 1, bớt 2, bớt 3 ha. Okay. 6 trong 1, 6 cái đầu dứt trong 1. Đây kích thước nó nha. Rồi con này mã 16 á, 300 ngàn bộ này. À tiếp theo này về cái len. Đây. Cái len hiệu Helios ha. Đây Helios. Nè, Helios. Len này dòng của dòng máy phim xưa của Nga nha. Len Nga nha mọi người. Dòng máy phim xưa ha. Nó có tiêu cự là 58 ha. 2 khẩu 2. Helios 44M6. Len này chụp ra nó có cái bóc kịch xoáy nha mọi người. Rồi cái cảnh xóa phông bên sau hậu cảnh đó.
nó sẽ xóa phông và nó xoáy cái hậu cảnh đi, nó có cái vòng xoáy rất là đẹp hơn. Này chụp chân dung đẹp. Này đây là cái khẩu nè, à, khẩu nè. Cậu nhảy tóc tóc này rồi lấy nét nét êm rồi, nó đang sử dụng là ngàm M42 nha, cái ngàm vặn đó mọi người. Cái ngàm này nói chung là ngàm này rất là thông dụng mà rất là thích nè, mấy bác chụp hình rất là thích ngàm M42. Đây nó sẽ là 42 mm, răng 42 là cứ thẳng với răng mà vặn vô ha, không phải khớp gì hết. Nó phù hợp cho mấy bác chế cái ngàm ha, tiện cái răng đúng răng này vô, dứt vô cái ngàm ha, rất là dễ. Cặp được mấy len ngàm 42 thì nó có chung nó giá trị cái ngàm ha, dễ chế. Rồi bác giờ xài đa số xài qua máy máy kỹ số thì xài qua cái ngàm ha, chế hoặc là mua ở ngoài thị trường khoảng chừng 200.000 có hết ha. Xài Sony thì ngàm M42 sang nách đó, Sony Bana Canon Fuji đồ có ngàm hết nha, mua ngàm gắn vô là xài được xịn những cái len xưa của máy phim. Rồi con này tình trạng kính đó. Kính phía sau còn ok mọi người, kính trước thì nó hơi còn khoảng 80-90% nha, nó có xước râm 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 như cái lông, gọi là xước lông mèo. Rồi chỉ 700.000 nha, mã 17. Rồi tiếp theo là con rút river ha, bấm river, rút river gì cũng đó, Marvel, rút về Marvel hàng nội địa Japan xưa, thương hiệu này nội địa Japan xưa, giờ ít thấy. Rồi nguyên thân nó là bằng kim loại nhôm nha, kim nhôm rất là cứng, nhôm đúc. Cán này bằng thép ha, bằng sắt nè, cái trục giữa này nó cứng hơn nữa nên nó làm thiết kế là bằng sắt. Con này còn rất đẹp nha, như là như rất là ít xài như mới nè mọi người, thấy không? Ở đây xài nó sẽ bấm xuống, nó sẽ cứng ở chỗ này nè, kinh nghiệm là nhìn thấy qua các cái kềm á là nó sẽ chạy ở đây nó nhiều ha, bấm xuống là nó sẽ chạy. Còn đây còn mới tinh luôn nè, nè mấy đầu 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 river này. Đầu nó nhắn xuống river nè, nước xi còn ok hết, không có bị chóc, chứng tỏ nó còn rất là mới. Rồi ở đây em thử cái con river inox của Nhật ha, đây đây là con river em nhập của Nhật là full nó bằng inox ha, nên nó cứng hơn cái con nhôm mình rất là nhiều. Đây bấm thử. Rồi. Này nó đúng xuống như vậy nè, chưa có bắt vô phôi ha, bắt phôi mọi người bấm chừng cái là nó đứt. Rồi đây nó nhả kim ra nè, đó đây thì nóc nó siết vô rất là ngon lành nè, nó bắt cái răng vô, quấu răng nào ra răng nấy ha, rất là cứng.
kích thước 27cm. Quá đẹp cho một cây kìm River. Rồi con này mã 18 nha, 400.000. À, cái vòi tưới phun sương của tưới cây cảnh, vòi chuyên tới bonsai mini nha, vì nó phun ra cái vòi sen rất là mịn nha mọi người, đã test thử rất ok. Em cũng có xài cái vòi này nha, cái cây tưới trong vườn nè, có xài cái vòi này nè. Nó rất ok nha, truyền thẳng đường ống vô đường ống nước ha, ống nước trên bồn hoặc là máy. Và mọi người nhớ là phải có cục lọc ở ngoài cái đầu nguồn của mình ha, tại vì đây là những cái bếp nó rất là mịn nha, siêu mịn này. Nó bằng cái đầu trên cái kim may của mình nè, nhỏ như vậy á, chi chít rất là nhiều cái lỗ đây nè ha, cho nên phải có một lọc để đảm bảo cho nó hoạt động ok, không có bị dính móc mèo này kia nè. Này có bền, có gon đầy đủ nè ha. Rồi. Vòi này nó xài dài 33cm ha. Cái này vô đường ống 21 nha mọi người. Ống từ 10 mười mấy cũng được, 16 đến 21 mm ha, ống mềm á. Ống mềm đốt vô là xài ha. Chắc cố là quất thêm cái cổ dê nữa xong. Là xả ra tưới ha. Rồi mã 19 ha, 200.000. Rồi tưới cây. À, nói về cái đây, cái hút chân không, hút kính ha, hút bề mặt kính hoặc là trần nhà, nói chung kính xe ô tô, nói chung nào nó phẳng mà láng mịn dùng tay khó mà nhấc được thì mọi người lấy cái này hết ha. À, như gạch vậy hết xuống nó vẫn ok, thấy chưa, nó cứng nhiều rồi. Mới hết con bên nè. Xuống là nó chặt nha. Nè. À, chắc hai ba người nhấc lên còn không được, không bung. Đó. Cái này mấy bác bên chơi nhiếp ảnh quay phim đồ cũng rất là cần nha. Để dùng để bắt mấy cái máy quay lên cửa kính ô tô ha. Nè, hết vô cửa kính xong rồi chồng cái máy quay chân lên đây ha. Cái cổ dê là gắn máy quay, đặt quay ha. À, ví dụ như vậy nè, sẽ được có một cái góc quay ở trên ô tô hoặc cửa kính hoặc là mấy nơi nào cần bắt ha. Trời ơi, cái này nhả ra rồi nó còn hít luôn. Đây, mọi người xem cái đồ của Nhật nè, nó dày nè, cái miếng cao su của nó nè, không phải mỏng tanh như mấy cái đồ China ha. Nè, 6.3 nha mọi người, cái miếng cao su này, cái miếng gòn để hít nè. Rồi cái này là nó đúc bằng kim loại, không biết bằng gang bằng nhôm gì, trong bằng kim loại rất là cứng bền, không có hết kim loại không người. Tachibana hiệu Nhật. Rồi kích thước nó là, tổng kích thước con này là 29cm. Cái đường kính của cái cục hít này là 10 phân ha, nè 10cm. Rồi con này mã 20 mọi người, 500.000. Rồi nay em về hai bộ dây leo cây, leo trèo nè. Hai bộ ha. Bộ này nói chung đeo hắt lưng, dùng cái leo dừa, leo cây, leo này leo kia. Hai bộ của Nhật ha, Fuji Denko của Japan nè. À, rất là đẹp.
Fuji Denko. Con này móc nhỏ, con này chiên là móc vòng vô cái sợi dây, ngược sợi dây này lại nha nè, người sử dụng sẽ vót như vậy ha, thấy không? Dây móc an toàn hết nha, hai tính năng hai bước mới mở được. Nè, ví dụ như mọi người muốn leo cây dừa rồi sẽ chồng qua cây dừa ha, chồng qua cây dừa vô và móc ngược nó trở vô cái sợi dây hoặc là vô đây ha. Đó, mọi người có một cái hồng lọng để leo dừa ha, leo tới đầu nó sẽ mọi người nó sẽ chịu tùy lại mọi người đứng nhìn tới đó ha. Đó, vậy. Rồi, con này là cái móc bự ha, móc bự thì mọi người đây, móc bự thì mọi người có thể tùy chỉnh, có thể móc vô, móc ngược vô dây ha, hoặc là móc lên hẳn lên những cái nơi mà cái móc này nó vô dừa ha, móc vô, ví dụ cái cành cây móc vô luôn đó. Rồi lúc leo thì vẫn móc ngược vô dây, leo đầu thì nó giữ tới đó, cũng móc an toàn hai bước ha, mới mở được nha. Rồi vẫn là Fuji Denko của Nhật. Rồi con này móc lớn là 500 ngàn ha, mã 22. Con móc nhỏ là 400 ngàn, mã 21 nha mọi người. Rồi hai con ha, đó. Rồi em cảm ơn nha. Hẹn mọi người trong clip sau. Rồi em chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại.